Các khối đá được khắc có kích thước khác nhau, khối chìm, khối nổi. Hình thù cũng đa dạng như là hình mai rùa, hình trụ, hình quả núi, quả xoài. Nhưng đều có điểm chung là ở vị trí có tầm quan sát rộng, một mặt phẳng và điểm điêu khắc ở mặt dễ nhìn thấy. Theo các nhà chuyên môn, những bức chạm khắc trên đá chủ yếu là hình ruộng bậc thang. Ngoài ra, còn có các phác họa khác như là lưỡi rìu, thanh đao, lưỡi gươm, dao nhọn, mỏ chim, các vết khắc còn khá rõ nhưng cũng đủ cho thấy nó đã tồn tại từ lâu đời. Tuy đề tài chạm khắc đơn giản, lặp đi lặp lại trên các khối đá lớn nhưng cũng cho thấy sự kỳ công, thể hiện rõ ý đồ sáng tạo của tác giả. Đó không phải là ký hiệu cột mốc, họa địa đồ cổ mà là bản thông điệp thiết kế ruộng bậc thang của người xưa để lại hoặc vẽ lại ruộng bậc thang trên đá của người xưa khi họ cảm nhận được vẻ đẹp của những thừa ruộng bậc thang do mình tạo ra. Người Mông không có truyền thống canh tác lúa nước, nhưng từ kết quả nghiên cứu có thể tạm khẳng định rằng những tác phẩm điêu khắc trên các khối đá cổ ở Mù Căng Trải là do tổ tiên người Mông để lại cách đây khoảng từ 300 đến 450 năm. Cùng với danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Trải, việc phát hiện những khối phiến đá chạm khắc cổ độc đáo này sẽ làm tăng sức hấp dẫn du khách gần xa đến Yên Bái tham quan du lịch.